Thắng đi lấy xe Ô, hả? tôm bữa nay tươi lắm. Tôm bữa nay tươi nhỉ. Hôm nay đâu có sợ công an đâu mà. Bữa nay đỡ rồi phải không chị? Đỡ Đỡ. chốt rồi phải không? Cỡ hơn tháng này không thấy chốt nữa. Ý là mấy bữa trước ngày 30 tháng 4 rồi á. Ui mực này họ đang để nguyên hả ta? Giờ tí nữa ăn thì cắt sao? Em nay nhìn có vẻ tươi quá hả? Hôm nay Ồ, tôi hôm nay tươi tươi lắm, vậy ta? tươi Ủa hôm mực đâu á? tươi mà. Thứ 6 vậy? Đức Thịnh á, à Đức Minh, Đức Minh, đúng rồi. Hôm bữa mua nhiều lần Ủa một lần. Đức Minh nó cũng bán cái này hả? Chị Dạ. tưởng nó chỉ có tiền mấy thôi Dạ, chứ. dạ. Đó, có này có không? món này là nổi À. tiếng ạ. Nhưng mà Nhiều không công người nhận là mua bữa nay là tươi nhất tươi, từ trước tươi đến giờ ngon. này. Đức Minh à? Tại bình Đức thường Minh cái ngay chỗ dây đó dốc, thấy nó ngay dây tiềm dốc. đồ không à? Lưng chừng dốc. Chỗ Tại Đức vì Minh xe ấy mình nè. Mẹ đó, mẹ mắng đó. Mẹ mắng. Mẹ mắng. Tiềm như giò heo tiềm thuốc Giò bắc heo tiềm thuốc bắc cái chỗ đó là nổi tiếng à, cái đó chị tưởng là không có cái này chứ hôm bữa đi vô